Phố Hàng Rong hoạt động trong 2 khung giờ, từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 11 giờ đến 14 giờ hàng ngày. Trên đoạn đường vỉa hè dài 40m phố Nguyễn Văn Chiêm, quận 1, có 20 gian hàng của 40 hộ dân tham gia. Các hộ tự vận chuyển nguyên liệu đã được sơ chế sẵn ở nhà. Tại khu vực được bố trí bán hàng, chỉ thực hiện việc hâm nóng đơn giản, tránh gây bẩn vỉa hè. Nguồn thực phẩm khi được bán tại đây phải có xuất xứ. Người bán hàng phải khám sức khỏe định kỳ hàng năm và phải đeo bảng tên, mặc đồng phục theo quy định. Thức ăn bán giá theo giá đã được niêm yết. Cái gì nó cũng chỉnh chu hơn, vệ sinh đồ hơn, cái gì cũng hơn. Nó ai cũng khen, ai cũng nói chứ bán gì sạch sẽ, đẹp, đồ khách khứa, người ta hài lòng lắm, người ta thích lắm. Tôi thì làm gần đây cho nên giờ thấy khi mà mình mở cái này thì là tốt cho mọi người, với lại tiện lợi nữa, với lại thấy sạch sẽ. Sau phố Nguyễn Văn Chiêm, Ủy ban Nhân dân quận 1 sẽ thí điểm tiếp tuyến phố Hàng Rong thứ 2 trên đường Bách Tùng Diệp với mô hình có ghế ngồi phục vụ người dân tại chỗ.